Chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Hôm nay thì bên em lại là xưởng của em, shop em tên là Quyết Bắc Giang nhé. Ba số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em nhé. Thì hôm nay bên em giới thiệu cho các bác là một con máy Film 1 này, con Dream này, một con máy Yamaha Taurus này, và hai máy con Suzuki Smart, Suzuki Viva anh em lắm. Anh em vừa xem kênh và bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh nhé. Anh em liên lạc một trực tiếp mua ba số điện thoại nhé. Thì bên em đều có mã và giá tiền hết rồi, anh em có thể là vừa xem mã và vừa cảm ứng được anh em mua. Còn không anh em cứ đăng ký kênh nhé, sau có video là hay thì anh em có thể xem qua. Rồi đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu các bác một con máy mà bên em vẫn đang bán đây. Con này là con Suzuki Smart, hoặc là anh em bắt gắn sang Suzuki Viva cũng được. Thì con này bên em đang chào bán mức giá là 2 triệu đồng các bác nhé. 2 triệu đồng, con này em có bớt được các bác 100 nghìn để các bác đổ dầu nhé. Thì con này thì côn zin, điện zin, vách chữa chưa trẻ, củ đề chưa thay, đầu chưa tháo. Con này là đây, Suzuki nhé. Anh em nhìn đầu nét đẹp luôn, hơi nhôm. Đấy, có nhiều bác hỏi thì em quên em không trả lời, nên là tại vì mấy hôm em cũng bận nên là anh em thông cảm. Đấy, anh em mua thì bên em có mã này. Con này là mã Q35 các bác nhé, giá 2 triệu đồng. Q35 giá 2 triệu đồng thì nó sẽ kèm theo đầy đủ hết như này, cần đạp, quần số mới lại chiếu hòa khí thôi. Giá em bao ship cho các bác là 1 triệu 9. Đấy, 1 triệu 9 nhé anh em nhé. Máy móc thì anh em nhìn này, nó zin đét này, và nó sạch sẽ, khi anh em lên xe anh em không vệ sinh gì nữa cả, nó rất là sạch rồi. Mới lại em quay chi tiết từng con ốc đây để các bác lựa chọn tham khảo nhé. Chế đây. Đấy. Con này thì máy cam kết cho anh em là lỗ ngon, không khói. Về mà anh em mà có khói thì bên em sẽ đổi trả nhá. Đấy, anh em ưng được thì anh em cứ mua. Con này là côn tự động 4 số tròn nhá các bác nhá, không phải 4 số cọc kênh đâu. Đấy, thời xưa con máy này nó rất là chất lượng, mà đến bây giờ họ cũng chưa phải làm côn nữa các bác nhá. Đấy, con này rất là đẹp, giá 1 triệu 9, Q35. Rồi, tiếp theo em giới thiệu con thứ hai nữa, vẫn là con su này thôi. Con này chế hơi bẩn chút. Con này thì giá vẫn thế, em vẫn bớt được 100. Con này là giá 1 triệu 9. Đấy, con này cũng rất là đẹp nhé. Côn zin, điện zin, vách sữa chưa trẻ, vừa này chưa thay. Đấy, anh em nhìn này, rất là đẹp nhé. Máy móc rất là ngon, Suzuki. Đấy, anh em nhìn này đẹp không? Rất là đẹp luôn. Anh em cảm thấy ok được, anh em mua là quá là ưng luôn con này. Đấy. Máy móc rất là đẹp luôn. Côn tự động này. Và anh em lắp Suviva nhé. Suviva, Suzuki Smart, Suzuki Zevo, Suzuki Best, được hết nha các bác nhá. Con này là mã Q36 này. Em quay lại một chút nha, côn zin, điện zin, vách chưa trẻ, đấy, củ đài chưa thay. Máy móc lỗ êm nhá. Con này giá 2 triệu. Bên em bán 1 triệu 9 nha các bác nhá. Đấy, anh em nhìn này. Em quay rất là chi tiết nhá. Quay chậm, cực kỳ chậm để các bác vừa xem cảm ứng được các bác mua. Đấy, máy móc cũng rất là sạch sẽ. Đấy, anh nhìn nha. Chốt được anh em. Đấy, con này Q36 nó kèm theo cần đạp, quần số, chế ốc khí. Đấy, chế ốc khí thôi. Con này Q36 kèm theo cả cổ hút nữa các bác nhá. Cổ hút nữa. Đấy, nên là anh em quan tâm lưu ý đến con Suzuki này thì anh em alo. Vừa rồi em về được 5 con hay 6 con bán cái hết luôn, tại vì máy nó đẹp nên nhiều bác cũng đợi, nên là anh em cứ nhanh tay mua anh em có thể alo trực tiếp cho bên em nhé. Nhấc con kia sang đây. Đấy, rồi tiếp theo đến con Yamaha Taurus nha các bác nhá. Yamaha Taurus. Đấy, con này thì lâu lâu bên em cũng có con, hoặc là anh em lắp Jupiter Gravita được hết nhá. Con này thì nó là xăng cơ rồi, con này mà lỗ rất là ngon các bác nhá. Máy móc lỗ rất là ngon. Đây. Đầu bò đây. Nhưng con này nó cũng rẻ. IV Jupiter rồi. Đấy. Hoặc là anh em lắp Sirius đời cao cũng được, tàu rớt được. Đấy, đây đầy đủ hết nha. Con này thì nó kèm theo cần đạp, quần số, chiếu khí. Đây. Cần đạp, quần số, chiếu khí. Con này Q37 các bác nhá. Q37 giá 2 triệu rưỡi. Con này em không có bớt nhá. Con này côn zin, điện zin, vách sữa chưa trẻ, củ đề chưa thay. Đấy. Có nhiều bác em xem trên TikTok ấy là mua một cục máy lít bỏ ra là biên dơ, quả dơ, hơi hỏng, số chiếc má rồi tất cả nó hỏng hết. Mà nếu mà thợ mà sửa thì em khẳng định các bác là
không có cái từ là gọi là rẻ, nó ít, tầm sửa tầm độ 2 3 đến 4 triệu tiền sửa máy. Thế nên là em khuyến cáo các bác, nếu mà các bác về một cái xe ra thợ ấy, mà nó hỏng nhiều thì anh em lên mua một cục máy đây về, anh em thay vào nó ngon nhất. Đấy, thay vào anh em giữ vách nhá. Đấy, chứ còn bình thường anh em mà sửa kia thì anh em thấy khá là tốn kém. 2 triệu rưỡi. Đấy, vì đôi khi thay hơi lại mất khá khá 500-700 nghìn, mà cái đầu bò cam cò kêu cũng đắt. Đấy, và chế hoặc khí, và cái dòng Jupiter với lại Yamaha nó rất là đắt, nếu mua cũ đã gần 500 nghìn rồi. Đấy, thợ đấy, thợ lẻ thôi nha. Đấy, nên là con này máy móc vẫn lổ ngon, hoặc là mà anh em có một con này rồi mà nó hỏng đầu bò, hỏng hơi, hỏng điện như này về anh em có thể thay nhá. Đấy, rất là dễ. Q37 giá 2,5 triệu các bác nhá. Đấy, có những con máy mà bên em mua được cũng thời gian nhưng mà lại chưa gặp đúng cái lúc các bác đang xem. Đấy, nhiều lúc bác, các bác không để ý, bác không xem. Thì con này là con máy Dream Việt. Con này thì nói thật với các bác là đây là em mua cũng rất là cao. Đây, 6,5 triệu các bác nhá. Con này là đời 2011. Đấy, đời cao, răng vàng anh em nhìn nhá. Để nhiều cách em phân biệt các bác, nó đời qua răng vàng này. Thì là mã cái nó từ đời 2011. Đây, cốt máy anh em nhìn rất là đẹp. Cốt máy rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Và thứ hai nữa là con này thì nó lỗi lầm một chút, nó là cái sơn này nó chóc một chút. Đấy, sơn chóc chút thì nó rẻ, không con này bình thường bán 7,5 triệu, không có thì bán các bác nha. Đấy, anh em nhìn này, đấy, hơi hiếc này, nó còn nguyên zin hết nhá, nguyên bản đẹp hết, long lanh này, con gem này anh em về có thể sử dụng lắp cho con uy, con zin anh em lắp được nhá. Thì con này cũng rất là đẹp, mỗi tội là nước sơn hơi chóc. Đấy, về anh em không quá chú trọng thì anh em về thù đèo, hoặc là anh em muốn sử dụng một con zin đẹp đẹp thì anh em có thể chơi con này, hoặc là anh em tháo ra ở thợ nó xi sơn lại, hoặc là anh em có yêu cầu và sơn lại này bên em sẽ sơn nhé. Anh em cọc trước 1 triệu bên em sơn lại cả cái lốc này. Đấy, để cho anh em về anh em chỉ việc lắp lên xe thôi là đẹp luôn. Thì tả qua cho anh em biết qua một chút nha, nó là côn zin, điện zin, vách dây chưa trẻ, củ đề chưa thay, đầu bò chưa tháo, và máy rất là đẹp, kèm theo cần đạp phần số mang cá. Đấy, anh em nhìn này, để em quay chi tiết nhé, từng con ốc này chưa biết chạm nhá. Mà nếu mà anh em là có xe mang đến đây, bên em vẫn cứ đổi cát bình thường nhé. Hoặc là anh em xem được video của em thì anh em bảo là tôi muốn bán cho bạn một con này mà anh em nhiều máy thì có cần liên kết, thì anh em có thể bán cho em mức giá hợp lý để anh em mình có thể mua lâu dài, hoặc là cứ có là bên em anh em có thể bán cho em. Đấy, mức giá đấy, vì bên em chỉ mua bán cục máy thôi nhé các bác nhé. Anh em cục máy nào thừa hoặc là lâu không bán được, anh em có thể chia lại cho em. Máy đời cao, máy đời thấp, cũ máy như là bên em đều có thu mua nhá. Và em báo luôn con này là Q38, giá của nó là 6,5 triệu đồng. Nhưng hôm nay ngày hôm nay em bớt cho các bác 300 nghìn, còn 6,2 triệu, giá là bao ship luôn cho các bác nhá. Đấy, giá này là nói cho các bác là ok luôn, Q38 nhá các bác nhá. Rồi thì em sẽ có một con phiêu 1 em giảm sâu nhá các bác nhá. Một con phiêu 1 em giảm rất là sâu này. Đấy, con này thì máy móc thì đây tả qua cho anh em nhá. Đấy, nhiều bác thì cũng cầu toàn quá nên là cũng mua những con máy zin. Đấy, thì có tùy theo các bác là ít tiền, các bác là nhiều tiền thì anh em có thể lựa chọn bình thường nhá. Đây thì nói luôn các bác, con này là con phiêu 1. Con phiêu 1 đầy đầu mà anh em nhìn cái cốt máy này nó quá là đi ít luôn. Đấy, nó kèm theo dàn điện đầy đủ nhá. Đầy đủ hết cho các bác nhá. Đấy, mô bin sườn IC con nạp. Đây. Thái Lan các bác nhá. Rồi con này là con Q39 nhá. 8,2 triệu đồng, nhưng hôm nay em bán cho các bác là chỉ còn 8 triệu còn 7,6 triệu nhá. Ghi mã 7,6 triệu đồng này. 7,6 triệu nha. Đây. Con này thì nó nhược điểm là nó chạm côn rồi. Nó nhược điểm chạm côn thì nhiều con thì con này thì em cũng lười em kiểm tra, nhưng mà người ta báo là tháo dán 3 cái lá búa thì nó tháo để nó dán lại lá côn nhá. Đấy. Còn đầu bò thì con này vẫn còn rất là zin nha các bác nha. Con này đầu bò có nó là zin này, anh em nhìn này. Đấy, chế vẫn là chế phim 1 xịn nha. Đấy, chế này nếu anh mua cũng vào gần 1,000,000 bạc rồi, 1,4 triệu ấy. Vâng, củ đề nữa, củ đề thì con này nó bán gần 500 rồi. Đấy,
Mitsuba này, côn này, con này vách giữa chưa trẻ nhé, vách giữa chưa trẻ, lốc máy này. Cái lốc này thì nói với anh em là nó là nếu mà anh em lắp vào con quay thái thì anh em chỉ cần sơn lại, hoặc là anh em yêu cầu lắp quay tháo anh em muốn sơn lại cái lốc em sơn gần như là mới cho các bác nhé, rất là đẹp luôn, thì thành quay thái luôn đấy. Còn con Phiêu một này thì đấy hơi vẫn là hơi xịn nhá, hơi xịn đầu bò chưa ra nhá, và rất là đẹp, đẹp luôn đấy. Nói luôn anh em nhá, con Phiêu một máy 110 anh em nó lắp chậu quay thái Phiêu một, hoặc là anh em lắp về xe quay quay nhỏ ấy, anh em muốn bốc hơn một chút nữa thì anh em có thể là mua con này đấy. Thì là con này giá 37,6 triệu và giá quy 39 nhá. Đấy rồi thì em giới thiệu hôm nay có 5 con thôi, thì anh em ưng được cục nào thì anh em có thể mua cục đó nhá. Các bác cứ mua được hay anh cứ đăng ký kênh, hoặc là mua để các bác điện trực tiếp cho em ba số điện thoại nhá. Rồi thân ái chào tất cả các bác, tất cả anh em.